Alo alo alo. Hello Sim Adem, xin chào tất cả các anh em chị em nhá. Hôm nay có một gọi là vấn đề rất hết sức là đáng tiếc và buồn với đối với tất cả anh em cư dân Ngọc Rồng. Đó, điều thứ buồn nhất trong ngày hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai âm lịch, là hôm nay 30 rồi, 30 tháng 2 rồi. Ngày mai là đầu tháng mùng 1 rồi. Đó, hôm nay là ngày 23. Nay là ngày 23 tháng tháng 3 2020. Ngọc Rồng có một cái diễn biến rất, hết sức là buồn vì fit cái ký gửi ngọc này. Ký gửi ngọc, ký gửi vàng này mà ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Từ cái thời điểm mà quay lại bảo lúc bảo trì 4 giờ sáng ấy. Đau lòng đến nỗi mà nhiều anh em gọi là thiệt hại đủ thứ luôn. Cái điều chỉnh ký gửi này thì nó cũng tương tự thôi. Tương tự như những vật phẩm mà không nhận hay là nhận vàng nhận tiền mà không nhận ấy, thì nó sẽ tự hoàn lại đấy cho anh em thôi, hiểu đơn giản nôm na thế. Nhưng mà không xứng đáng khi mà đền bù x2 có một ngày, x2 đúng một ngày từ 1 giờ chiều đến 12 giờ trưa ngày mai đó. Cái điều này là không đáng nhá, vì cái thời gian mà từ lúc mà hoạt động game là từ 4 giờ sáng đến 9 giờ sáng là phải 5, 6, 7, 8, 9, 6 tiếng đồng hồ của anh em mà đã bị quay lại thời điểm bảo trì rạng sáng lúc 4 giờ, 4 rưỡi. Hỏi anh em có cay không? Những cái người nào mà lạp thẻ cho admin thì admin sẽ được xử lý. Còn những anh em mà mua nick bằng vàng này, đó sẽ được hoàn hoàn lại vàng cho người mua nick. Và người được nick thì lại vẫn được nick nhá. Cái quên đổi mật khẩu này, cái đổi mật khẩu ở trên diễn đàn này nó không quay lại với thời điểm rạng sáng khi anh em giao dịch đâu nhá. Có nghĩa là người nào mà giao dịch nick hay là mua vàng bằng nick, đúng rồi, mua vàng bỏ vàng ra mua nick thì vàng sẽ hoàn lại khách và người bán sẽ mất nick. Ok, coi như là người mua miễn phí, được chưa? Còn những anh em mà sáng nay là bị lỗi nữa, lỗi 2 tỷ vàng, mình nghĩ là cái lỗi từ ký gửi đập ra, được chưa? Từ ký gửi đập ra có nghĩa là những cái người nào bán được vàng xong rồi nó sẽ hoàn lại người đấy, nhưng mà nó hoàn cho cả một server, nó chia đều cho đầu người, được chưa? Là thỉnh thoảng có leak nhận được 2 tỷ vàng, ok, chứ không phải leak nào cũng nhận được 2 tỷ vàng, gọi là ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên được 2 tỷ vàng thôi vì cái ký gửi nó bị lỗi, được chưa? Đó, admin ấy, nếu mà có xem được clip này ấy thì lần sau ấy có bảo trì hay là fix cái gì thì cũng phải thông báo cho anh em trước 1 tiếng hoặc là trước 3 4 tiếng chẳng hạn, để anh em biết để mà tránh cái giao dịch mua nick mua vàng, chứ không lại khổ khổ từng người một. Người nào thiệt hại thì anh em biết rồi đấy. Cho dù là đất đất trên sân nhà admin cho admin tạo ra, nhưng mà admin cũng phải quan tâm tới người dùng và người sử dụng, được chưa? Đây có những người mất 50 triệu mua ngọc và mua vàng, mua một sao, giờ lại quay lại thời điểm thì anh em biết thế nào đấy. Người ta bỏ tiền ra mua thì bên kia vẫn nhận được tiền qua ví điện tử, qua thẻ ngân hàng, lại qua thẻ cào xe siêu rẻ, được chưa? Nhưng mà nhận lại người ta được cái gì khi mà quay lại thời gian, vật phẩm trong hành trang người ta biến mất hết, thì bảo làm sao đây? Ai sáng nay mà lạp vài triệu vào rồi thì vứt thẻ lạp vào game thì sẽ được admin hỗ trợ. Mọi người ấn vào cái phần nạp ngọc ở đây, được chưa? Còn nếu mà nạp cho các group hay là gì thì anh em tự liên hệ với họ. Còn những anh em mà mua như này mà đây, nhiều người rất là phẫn nộ đây. Đây, những anh em bị thiệt hại như mua bùa úp ra đát, đúng rồi, chính tôi đây. Mua bùa úp ra đát chính tôi đây. Mất tầm 500 đến 600 cái ra đát. Mở sáng thì dậy sớm 4 giờ sáng, treo cực vãi cứt ra, anh em biết ạ. Nhưng mà không nói làm gì, nhưng mà chỉ quan tâm, chỉ khổ những anh em gọi là đái ra máu, khóc không lên, khóc khóc tiếng mán luôn. Gọi là khóc tiếng mán, chảy nước mắt. Này, đọc anh em đọc này, những người anh em bán ác bằng vàng rồi mất con mẹ nó luôn.
rồi những ông ôm dân buôn nhập vàng cả chục củ. Biết đây là lỗi game, AD cũng không muốn, nhưng game Ngọc Rồng chúng tôi cần một đội ngũ AD có kinh nghiệm và trách nhiệm với người chơi. Không phải 24 giờ x2 là quá đủ đâu nhé, được chưa? Nay là may ra là 30 tháng 1 ấy, ngày mai là ngày mùng 1 tháng 1 đầu tháng, ngày mai là mùng 1 tháng 3 đầu tháng âm lịch ấy nhá. Không biết là như thế nào đấy. Đấy mọi người nhìn này, một cái diễn đàn, cái lúc mà diễn đàn bảo trì từ lúc 9 giờ đến hất đến 12 giờ là diễn đàn thì cực kỳ lag nhá. Cứ mỗi khi mà bảo trì ở trong game, cứ mỗi khi bảo trì trong game là diễn đàn cực kỳ lag. Mọi người biết vì sao không? Game không vào được, game cứ xoay tròn quả cái viên ngọc rồng đấy, thì chắc chắn là mọi người sẽ lên diễn đàn để hóng xem bảo trì cái gì và thất vọng quay lại cái ngược thời gian để làm gì, được chưa? Những anh em mà nhặt từ đồ thần hay mở skin hay là làm cái đéo gì trong game ấy, giờ phải làm lại từ đầu, được chưa? Nhặt đồ thần coi như vất mẹ đi, cày lại up lại, được chưa? Những anh em mà đủ 4 set kích hoạt rồi mà sáng nay nhặt được cái bộ quần hoặc áo hoặc grada hoặc găng là đủ 5 món, thế là bảo trì phát vất mẹ một món, lại up lại tìm cái món đấy, được chưa? Thế nhá, rất là cay cú quay lại thời gian. Hôm qua thì là server 3, không đây, server 3 đây, server 3 cũng đền bù một ngày đây, cũng quay lại quá khứ đây, vào lúc bảo trì lúc sáng là 4:30 đây, cú chưa. Còn đến hôm nay thì là toàn bộ server từ server 1 đến server 8 là chết hết với nhau. Những anh em mà ôm vàng, ôm ngọc, ôm đủ loại thứ nhập cả lick thì phải chịu thôi. Gặp người ta có tâm, có quý mình thì người ta sẽ liên lạc lại, người ta trả. Còn không thì anh em mất trắng tay nhá. Đây, bất công chưa? Lắm người bảo bất công này. Đấy, có lỗi thì phải báo lỗi. Đây, chúng mày mất vật phẩm thì lên topic báo lỗi. Còn tao đang nói AD thiệt hại mấy trăm tỷ vàng thì là ai người chịu số thiệt hại. Có nghĩa là cái vụ bung vàng, không phải bung đâu là lỗi. Lỗi từ cái số ký gửi, nó bung ra từng người một. Người nào may mắn sẽ được 2 tỷ vàng, thế thôi, nói nhanh. Thì AD đi fit ký gửi làm đéo gì không biết. Cứ để nó trôi theo ngày tháng, fit làm cái gì không biết. Fit thì ảnh hưởng bao nhiêu thứ. Nó chạy theo cái mã cốt anh em ạ. Cái mã cốt này mà chỉnh cái mã cốt này thì cái mã cốt dưới nó sẽ lặp lại hoặc là nó sẽ bị ảo đi. Đó, thì sự việc nó là như thế này. Bảo trì bá đạo của admin. Bảo trì nỗi từ... Ê, quay như anh em không được chơi từ 9 giờ bảo trì đúng không? Bảo trì quay ngược lại đến 4 giờ đúng không? Thế quay như anh em không được chơi từ 4 giờ đến 12 giờ, quay như là 4 giờ 12 giờ anh em không được vào được game, được chưa? Không cần nick 2. Mình không cần nick 2. Admin bảo trì thế này không cần. Chúng tôi không cần X2, nói thật một câu. X2 đối với chúng tôi VIP, với chúng tôi là dân buôn. Nói thật một câu, đéo cần. Đấy, chả trách nhiệm gì cả. Chơi kiểu này, giờ game thì vật phẩm VIP, đồ hủy diệt với nick thì cũng VIP. Giá cả thị trường thì cũng dao động tắt đỏ rồi. Nên là admin ấy, giờ mà nếu mà có xem được clip này hoặc là anh em chia sẻ cho đến ta admin cũng được, thoải mái đi. Thì mình không xúc phạm admin nhá. Mình không xúc phạm. Mình chỉ góp ý cho admin nhỏ thôi. Là mỗi lần bảo trì là phải thông báo cho anh em biết trước, để anh em còn chuẩn bị tránh cái giao dịch mua bán lick, lạp tiền lạp ngọc, hiểu chưa? Mất công vô tội vạ ra à, xong rồi báo lỗi thì đầy một đống như này. Đấy, hỏi đi admin có trả lời với cả quá mệt. Đây, lỗi sau bảo trì đây. Hỏi admin có bảo có mệt không. Xong rồi những cái anh em mà bị như thế này thì bảo trì không liên quan tới mất tài khoản mật khẩu nhé. Có nghĩa là đây, anh em này mất thì là do quay trở lại quá khứ. Nếu mà anh em mua lick quay trở lại quá khứ, nhưng mà cái diễn đàn này, cái diễn đàn này nó không quay lại trở lại về quá khứ như game luôn nhá. Cái diễn đàn này nó khác. Chứ anh em đổi mật khẩu là quay như là nó vẫn tiếp tục. Đó. Đấy, rất là chán. Lần sau mà đây cho anh em xem cái fan gate đây. Đây, đền bù X2 đây. Điều chỉnh chức năng ký gửi. Chúng tôi không cần X2. Nói thật một câu, dân buôn và dân chơi đây, phẫn nộ anh em nhìn này. Nhìn cái tỷ lệ phẫn nộ nó nhiều hơn cả ấy này. Đấy này. Đây, những điều khiến AD giàu chỉ sau một đầu tuần. Thứ nhất, bảo trì không thông báo.
Thứ hai, lấy đồ vàng sức mạnh điện tử nhiệm vụ ngọc của người chơi. Thứ ba, đền bù một cái x2 coi như là xong chuyện. Đéo được. AD lần sau ấy, giờ giá trị trong vật phẩm trong game cũng đắt đỏ, với cả nhiều thứ nó lên giá lắm rồi, với cả nhiều thứ nó hiện đại, nó hoành tráng lắm rồi. Thì admin lần sau mà có bảo trì thì cũng báo trước một câu, cũng không thì bảo trì cũng phải tầm đêm đêm một tầm 3-4 giờ sáng, lúc admin đừng đi ngủ nữa, biết trước ngày mai mình bảo trì thì bật dậy lúc 3-4 giờ sáng bảo trì cho nó sướng, đỡ phải khổ cho anh em giờ quay tua lại thời gian mệt bỏ mẹ ăn được. Sáng vừa úp được bao nhiêu cái tét cả mắt ra, xong rồi lại quay lại thời gian mệt vãi cả cứt. Hỏi anh em ở đây có ức chế không? Đấy, game làm ăn thế này thì chết game thủ. Để X2 có tác dụng gì? Úi giời, mấy anh em làm xong boss tiểu đội sát thủ nó khó cỡ nào, xong giờ lại mất vãi cứt ạ. Ấy, mình không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng mà khuyên chân thành một câu là lần sau bảo trì báo trước một câu. Với cả bảo trì thì chuyển cái lịch bảo trì nó về đêm, ít người hoạt động, lúc đông người hoạt động thì đi bảo trì. Sự việc xảy ra thì ai chịu được chưa. Thôi chốt video đến đây thôi, chốt video đến đây thôi. Thì mọi người nếu mà thấy mình nói đúng hoặc là sai sót chỗ nào thì anh em cứ chia sẻ mạnh lên cho admin biết, được chưa? Biết để lần sau mà rút kinh nghiệm, thế cả làm cho đội ngũ nó tốt lên, nó dân cư nó vui vẻ lên. Chứ mai mùng 1 rồi, không nói nhờ. Ok chưa? Anh em like mạnh và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhá. Rồi tạm biệt anh em. Buổi chiều vui vẻ, úp X2 vui vẻ nha anh em. Có X2 chán vãi cái tay. Bye bye. Bye bye.